thấy là có cái hiện tượng nào mà các cái bệnh nhân này ở các cái số cư dân ở cái khu vực này nếu cần chết mà cần phải làm có những cái xét nghiệm sớm thì chúng ta cũng phải tiến hành xét nghiệm, rồi có trường hợp nào mà có những hiện tượng biểu hiện thì chúng ta cũng phải cho đi vào các cái cách ly ở khu vực khám chữa bệnh ở bệnh viện chứ không phải ở khu dân cư. Chính phủ cũng như chính quyền thành phố Hà Nội rất là có trách nhiệm và đã hành động rất là quyết liệt. Tuy nhiên là cũng phải thông tin để cho người dân người ta tự có cái biện pháp chủ động để có cái biện pháp phòng ngừa và chủ động có những cái khai báo về cái tình hình sức khỏe của mình cho nhà chức trách thì chúng ta mới có thể nhanh chóng kiểm soát được tình hình. Trường hợp này là có cái hay là tự biết mình là có thể là nhiễm cho nên là gần như là tự cách ly, đúng không? Nhưng mà lại không khai báo, lại không thông báo sớm cho các nhà chức trách, do đó phải làm tốt hơn nữa công tác truyền thông để trên phạm vi. Cái này là đề nghị ban chỉ đạo quốc gia cũng phải tính toán, cũng phải chỉ có Hà Nội và vì cả nước cũng phải chủ động đưa phạm vi những người còn lại sớm khai báo, chủ động khai báo và tình hình sức khỏe đến các cơ sở khám chữa bệnh. Vừa như đồng chí chủ tịch vừa nói thì các cái cơ sở khám chữa bệnh thì chúng ta lần trước chúng ta đã nói là khuyến cáo của WHO là ưu tiên đầu tiên là ai, là bảo vệ cho cái đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế, bảo vệ cho đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế, rồi những người già, những người và trẻ em cũng như những người mà có khả năng miễn dịch kém. Để cho chúng ta nghe vậy thì được học đó, chúng ta cũng phải cách ly 18 người rồi. Thì ngay những cái trường hợp vào những người như thế thì chúng ta phải có như là những cái trường hợp đang bị nhiễm đi thì chúng ta phải thực hiện ngay những biện pháp dự phòng và bảo vệ cho nhân viên y tế ngay từ khâu như thế. Và chúng tôi cũng đề nghị là ban chỉ đạo quốc gia và có cái nghiên cứu để có cái chỉ đạo là cái khai báo y tế tại cửa khẩu của là phải khai báo lịch trình mà cái hành khách đó di chuyển. Nên chúng ta chỉ biết được cái điểm đi và điểm đến thôi, chứ còn bản thân cái hành khách đó người ta di chuyển qua các vùng như thế nào thì như bệnh nhân này trường hợp này là biết giờ chúng ta mới biết. Là từ Việt Nam sang London, rồi London đi Milan, Milan về London rồi sang Pháp rồi quay về London rồi như vậy. Thì nếu chúng ta chỉ khai báo là một cái chặng là tôi đi từ đâu và đến đâu thì nó không kiểm soát được cái tình hình. Thì qua cái việc này chúng tôi cũng đề xuất như vậy và cái là các cơ sở của chúng ta cũng tăng cường kiểm soát từ khai báo về cái tình hình nhập cảnh. Chứ không phải là chỉ có cái viên nơi đi về cơ nơi vùng dịch của chúng ta mới khai báo y tế thôi. Và chúng tôi cũng đề nghị là ban chỉ đạo quốc gia nên có tổng số lần ở đây thì tính toán về vấn đề phối hợp quốc tế trong cái công tác này, vì bản thân cái bệnh nhân này cũng thì người nhà thì bệnh nhân theo thông tin thì ta cũng bị nhiễm thì ngày nay thì theo cái thông lệ của tổ chức WHO cũng như là theo cái quy định của ban chỉ đạo quốc gia thì cũng tính toán về công tác liên quan đến đối ngoại của các chính thứ trưởng của ngoại giao đây là cho ý kiến thêm cái chuyện này. Về cái chuyện mà đi học lại đó thì tôi đề nghị là ngày mai thì ban chỉ đạo cũng sẽ họp tiếp, của thành phố sẽ họp tiếp cập nhật hết tất cả các tình hình và đánh giá. Và chúng ta đặt cái ưu tiên để bảo vệ cái sức khỏe cho nhân dân thủ đô, cho học sinh lên hàng đầu tiên. Cái kiểm soát an toàn của chúng ta mới làm. Ngày mai thì đồng chí đi xem xét thì có thể quyết định cái việc này để người dân có thể chủ động. Và tôi đề nghị là đồng chí chủ tịch có thể phân công của bộ phận thường trực
24 đến 20 giờ với tổ thường trực của cái ban chỉ đạo này. Hôm nay là đồng chí phản ứng cũng rất là nhanh, nhưng mà tình hình bây giờ khẩn trương hơn là chúng ta phải chế độ thông tin báo cáo không chỉ cho ban chỉ đạo của thành phố mà ban chỉ đạo trung ương cũng cần biết ngay lập tức. Vì cái này phải phối hợp liên ngành, nhưng chúng ta mới có thể làm tốt được thì chúng ta cũng sẵn. Thì với cái tinh thần như vậy, chúng ta rất là có trách nhiệm, minh bạch và công khai, không được vô làm thủ quan, nên chúng ta cũng không quá hoang mang và lo lắng. Khi mà thành phố cũng đã thực hiện, cùng với quận Ba Đình đã thực hiện rất là nghiêm những cái hành động ngay từ ban đầu theo kịch bản chúng ta đã đưa ra. Và những cái nội dung mà trong cái kết luận của thường trực thành ủy vừa mới phát ra chiều nay thì tôi đề nghị là các cái cơ quan trong cái hệ thống chính trị của trung ương đồng chí thực hiện nghiêm, kể cả cái việc tiếp tục bố trí những cái khu cách ly tập trung, thế rồi xây dựng cái phương án bị tiền giãn chiến. Chúng ta không dùng đến thì càng tốt, không phải dùng đến thì tốt, nhưng mà chúng ta buộc phải có những cái chủ động sớm chỗ này. Chúng ta chuẩn bị tinh thần là nó ở mức độ cao nhất, thì chỉ mong nó không xảy ra, và khi nó xảy ra thì chúng ta kiểm soát được tình hình, chứ không được chủ quan, không được chủ quan. Đồng chí chủ tịch cũng nghiên cứu và xem các cái hoạt động khác, những cái hoạt động khác của thành phố ở từ khu vực ở phường Trúc Bạch, như rộng hơn là quận Ba Đình, thì công chí nghiên cứu để có cái quy định như thế nào. Sắp tới đây những hoạt động khác ở thành phố nữa. Về cái này cũng đề nghị ban chỉ đạo quốc gia công chí hỗ trợ thêm, bộ y tế và các cơ quan công chí hỗ trợ thêm, để chúng ta có thể vẫn đảm bảo những cái sinh hoạt bình thường của thủ đô trong cái mức độ mà chúng ta có thể kiểm soát được, và thực hiện các cái quy trình phòng chống dịch theo những cái quy định của ban chỉ đạo quốc gia cũng như theo quy định của cái luật về phòng chống dịch và bệnh dịch truyền nhiễm, là chúng ta phải thực hiện theo đúng quy định. Ngày mai tôi đề nghị là ban chỉ đạo cũng chỉ họp và mời lãnh đạo của Việt Nam đến. Hôm nay đồng chí cũng có đến trên, có chưa? Vâng, mời đồng chí ngồi đến trên này, có gì đồng chí cũng cấp thêm một số thông tin. Mời ra như thế này. Từ ngày mai thì công chí phải họp lại ngay, cập nhật cái tình hình, và cần phải có cái tổ trực và các đồng chí chủ tịch thường trực 24 đến 24 giờ để chúng ta ứng phó với tình hình. Đấy, cái may mắn của cái trường hợp này là bệnh nhân còn có cảm giác là có thể là đây đồng chí chủ tịch là điện thoại trực tiếp với, thì chủ yếu là nhiều lần trước khai báo với cái nhà chức trách, thì mời công chí có ý kiến thêm rồi cập nhật tình hình ngày mai ban chỉ đạo công chí nói tiếp. Tôi xin có điều một số ý kiến thôi. Và tình hình thế được rồi thôi. Báo cáo của Bí thư, đồng chí Thứ trưởng và chỗ đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đơn vị trung ương, thì tôi có đồng tin, bởi vì là tôi về thì bởi vì tôi trên đường đi là tôi đã, bởi vì thực ra lúc đấy người lại nói là sơ bộ là nó cũng có cộng rồi, thế thì nói với Long thì báo với Long, thì Long mà không cứ yên tâm bình tĩnh để làm lại lần nữa. Thế nhưng mà thực ra lên tính thôi thì tôi đã bảo là xin cái số điện thoại của Bí viện trưởng và cô này. Thế thì tôi đã phải xưng là tôi là chung là chủ tịch thành phố, nhưng mà tôi chỉ muốn là cô phải cộng tác giúp tôi. Thì cô nói là từ 4 giờ chiều là có 3 người điện tôi, thì đúng là có anh cảm với cái ông gì để phân công của tôi thôi. Thế nhưng mà tôi thì... Thế thông tin mà chúng tôi có được tại cuộc họp báo thì chị Nhung, mặc dù đã mình
về chuyện học sinh có đi học trực tiếp không, thì vào sáng ngày mai ban chỉ đạo sẽ tiếp tục họp và sẽ có câu trả lời cuối cùng về vấn đề này, và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trên trang trang web đều về lại cuộc sống luôn đầu của quý vị và các bạn. Thank you.